đấy hơi quạo thì thôi, giờ hết rồi, quạo game đấy thôi. Tại vì nghe bắn người game hồi trước em làm được tập đấy ghét nên là hơi quạo. Gà chứ mình không có gà nha. Quá lô. Một chút 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 thôi. Rồi còn tẩy view ngại thế. À. Cái cảm ấy hơi lạ lạ nhỉ? Sao nhỉ? Cái này không, chủ yếu nhặt súng. Bốn năm sáu bảy team bên kia. Ok. Quên không nhìn. Vitali Bay vừa có người không ta? Quá đấy. Đang định kèm thì cái bò nó lại lựa chừng như thế này. Thì kèm gì cho. Xin về đét nha. Trời ơi. Chửi gà hoài. Cả khu này mà không có khẩu là hơi buồn luôn rồi đấy. Quá là đây buồn. Đây là lúc mà chưa thấy. Em cũng không thấy luôn. Anh à. Hơi bị buồn rồi đấy. Cốp 6 chờ. Cái này là đắp Mary quá trời. Ủa alo. Không có luôn nè. Không có rồi.
Đây này, đây 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 đây. Anh chấm cho em đi. Mơ của em đây. Dạ, cảm ơn anh. Anh ước mơ. Có 6 đây. Ở trên thùng container. Rồi, ok. Chị có 8 hả ơi? Dạ, em xin. Check 3 chấm nhá. Rồi, ok. 10 điểm, 10 điểm. Bo nó lửa vời thế nhở? Đi chưa? Đi chưa? Đi, nhưng bo này biết đi đâu? Ra cầu hả? Cho địa điểm này đi đi. Để nhập mấy chục viên đạn đó nha. Vừa lấy không tìm thấy là không có nhập đạn. Đi ơi đi ơi. Đưa băng đạn thêm. Đây. Băng thêm VSS hả chị? Không có, đùa. Thank you. Đi ra, đi ra. Ra cầu hả? Hay đi đâu? Ra cầu bây giờ biết đi đâu đâu. Bo này nó lửa vời quá. Về bên kia rồi, không về bên này đâu. Lên đây này anh, em anh lên đây này. Bò, để biết đi đâu luôn ý. Bò về bên kia. Bây giờ mình chơi cá đây. Ây á. Ê cá đây. Thằng là thua này tự sát nha. Rồi sát đi, sát đi. Bên này, bò bên này. Bên nào? Bên đây đúng không? Rồi, bỏ không vào đấy rồi, tôi bắn vào bom không nhá. Tôi gần con sẵn có bom rồi. Được rồi, lấy xe đạp đi trước đi. Đi đi. Nào, chuẩn bị có thằng chết. Rồi luôn.
đấy chưa phán đi nhá. Mình chưa nói là bom về đâu nha. Cái con lươn này. Mình chưa nói bom về đâu nha, mình chưa nói gì nhá. Nghe tiếng lên đâu? Nghe tiếng lên đâu? Nghe ở đâu ấy? Em nghe không rõ, em đi xem to quá. Nhà trái bên là chắc bố. Rồi, hiểu. Xe này hết hơi rồi, đi chậm quá. Đây, dừng được con em bé. Hả? Sao anh? Bảo dừng được con bắn, thôi đi luôn. Thôi bỏ đi, cái nhà này bắn tủ mẹ được. Đây, có địch đi từ Mỹ Tam lớn ra này. Đang đuổi này, đang đuổi tôi này. Kìa, chuẩn bị bắn nó nhá. Chuẩn bị. Nó chạy theo hướng này này. Đấy, nó chạy theo hướng cửa 3. Hiểu, nghe. Đây, nó bắn đấy. Chuẩn, nó đâu kìa. Nó lấp một rồi. Đẩy lên bắn anh. Đừng có đẩy xe nhá, đi bộ thôi. Gốc cây mùa thu hướng 140. Ngay sườn trái SD. Nghe phút thôi nhá, chưa thấy người. Đốc. Smoke có. Smoke. Chấm, bắn cái bọn chấm này, chấm em. Bắn thằng smoke đi. Ôi, nó bảo nhà chấm 4 có người mà số 3, anh đứng đấy hở bảo mẹ được. Thế rồi, anh đứng đây mới phơm được cho em chứ. Cứu. Đâu cần phơm đâu, trời đụ. Smoke rồi, cứu. Không cứu được, nó đẩy ra rồi. Nhà đâu đây mon anh ơi. Cứu đi. Ha, nó cay hết kill của em rồi. Phơm rồi. Không, còn team nữa. Team ở góc này. Tìm góc này chết rồi. Béo đâu. Có người có vừa cứu được chứ, không có người vừa sao cứu. Nó chạy dọc vào biển. Thì lúc vừa xong bắn nó rồi, bắn nó phải có người chạy đem chứ không được con đết là chết à. Em gì bọt rồi nhá, gì bọt nào đấy có người rồi mà. Biết rồi, anh biết rồi. Chấm em. Em bắn lỗi rồi. Chấm một thằng thôi. Nó đẩy em này. Ui. Đó quá. Đẩy này trước mặt em. Bé ơi. Hay quá bé ơi. Ở chỗ xe này. Em xét nha bé. Ok. Ui, bẹp nó sẽ smoke ạ. Ui. Không, sao lấy được mạng kia rồi. Má, quả đấy mình bắn mỗi quá. Ai là bắn full mồm đâu ạ. Bắn full mồm luôn mà. Thằng này bắn tốt. Ui, tên đầu mình bắn nói quá. À, mới tắm xong còn cứng tay quá. Tắm từ lúc 3 giờ vậy, quá luôn. Đó, mới tắm lúc 6 giờ mà.
À, lại map này kìa. Map này mọi người nhảy đi đi em đi theo. Ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh. Có nhá, nó còn cắn đầu xuống chỗ mình luôn này, chơi được nhá. Ok. Nó đá lại sang em, trái rồi. Em thấy không chơi được đâu, nó vào trước rồi. Lấy được nhân lớn này. Nhân lớn rồi. Tường rồi, mét. Đông quá. Mày. Đông kia xả xui. Quá xả thật sự. Kiểu này xuyên với chết rồi, chưa lên bạch kim được. Cực quá, muốn nghỉ một ngày nó không cho luôn. Lên bạch kim là nghỉ à? Ờ, nghỉ luôn. Đi đến đêm. Ê, anh bắt em chơi đến đêm luôn. Vậy nghe em côn này. Thôi, em out team luôn anh ơi. Em côn, để em côn cho. Tập này thiết tha gì. Để em côn cho. Thôi chơi ơi, thôi bắn thoải mái mà. Em côn cho lên tới vàng 5 luôn. Để tay con gái chấm đi, cho nó son. Thì tôi đang ghét là để em chấm là hợp lý rồi. Đó, đúng rồi. Không nói nhiều. Trời ơi, tôi lại hiểu cô quá. Giờ bắt đi lút đồ. What the fuck lút đồ? Trời đu. Anh nhảy chỗ này lần nào chưa? Anh kêu lút đồ. Chỗ này thì được, chỗ này anh thích. Mà anh kêu anh không lút đồ mà anh nhảy xuống anh tấn chết. Tôi thả lút còn hơn là bay nha.
đấy. Đúng. Chấm. Please. Ba thằng à. Cứ đúng chấm đi. Chết không có. Kho có luôn. Hai kho đều có. Hai chạm cái, hai chạm cái. Xếp, xếp mà. Xếp, xếp. Đó qua cứu rồi đấy. Liên. Anh, hay quá anh. Chúng ta lại... Về đét rồi sao? Hả? Dạ vâng. Về đét rồi. Dạ em xin anh cứ để đấy đi, em qua liền. Có máu không? Có máu không? Sao không, không, không. Qua loot, qua sát bọn này đi anh ơi. Bọn này không có máu. Đâu về đấy đâu anh ơi. Ngoài á. Ok. 30 viên đạn á. Như có thằng của Peter bên góc này hay sao á? Có tim đá. Đặt thêm này. Các bạn xịn trong góc kho. Có giáp ở trên đấy không? Mẹ ơi. Giáp bộ đủ luôn. Qua này. Qua dần đi. Qua dần. Kho cuối hướng 330. Chấm chấm em này. Smoke kìa. Ui mẹ đéo kịp bắn. Trong kho ấy, trong khu kho. Đẩy lên bên em này. Như là còn team khác, thằng này là thằng lốc, nó đang kê team của thằng này mà. Chứ không phải team của thằng kia đâu. Như vẫn còn nhá. Đây có đạn chín này. Rồi ok. Má bên kia bắn xôm thế. Qua luôn mà, qua luôn, qua luôn. Qua này. Em cầm Vedet bắn đá hận hờn. Ui, ui thế, ui ui. Mẹ nó nổ pháo kìa, ui ui ui. Nhà 6 nhá, thằng bắn luôn. Nhà này này. Nó liên một tin kìa. Như lẩu pháo vậy ạ.
chơi cái gì? Vẫn còn bắn nhá. Sáu na xuống, sáu na trước mặt, trước mặt. Ít mẹ thấy chứ. Hết rồi. Hai team. Cảm ơn tôm đủ nha anh. Nhà nào ấy? Nhà chém em này. Nhà đỏ à? Ờ, nhà đỏ chấm 2. Nó bắn thằng kia. Hai team nha, một team đó. Gì vậy béo ơi, mic anh. Rồi, lốc nó đâu? Chạy thẳng qua đường đạn em. Anh chạy qua đường đạn em, chấm em này, em nóc nhà này, trên tầng 2. Ở ban công ấy. Em đang bắn hả? Này còn. Nhà xanh có. Xanh bên cạnh, cuối. Ủa đúng rồi, nhà này. Xanh có, em bảo. Ui. Xanh có ha. Ồ, nhảy qua cửa sổ nó bắn. Ui, người ta debot rồi nha, chứ không phải chưa nha. Mày tan debot xong rồi ông chết luôn ạ. Để xuống này. Ây da, bị choáng rồi. Hai thằng luôn nha, hai thằng anh ơi. Má, đồng đội đỡ nguyên một tên mà thiệt tình luôn á. Để nhắn cho trận đấu mà. Để trên nhà anh ơi, một thằng anh ơi. Đó vào nhà anh rồi. Mò đi, ớ, không mò hả? Mò vào góc là được cứu rồi. Trên nhà anh ơi. Đúng rồi. Ây da, chết mẹ rồi. Ây da. Ôi, em nghỉ đây. Bye mọi người. Ok, bye bye nha. Bye. Ôi. À, quả xử lý một mắt. Thôi, ok mà. Trời. Anh cộng 2 đi. Thay vì để em cộng thì anh cộng đi. Từ từ đợi em đi. Về Discord đi em nhá. Về Discord đi em đi. Alo. Ok. Mày đi con em đi. Ơ, vậy là... Anh ấy không chơi hả? Không ai đâu, toàn hai anh em chơi. Sao lại trong đó ngồi đông đấy? Gì rồi? Còn có cả Hiếu, Yến, Linh Tinh. Ờ, 5 tiếng rồi, hôm qua 5 cộng 2 là... 77 rồi đúng không? Ờ, cái gì? 77 gì? Hôm qua là 7 rồi đúng không? Tổng là 7 rồi nha, để ghi lại đã. 7, Phương 7. Dạ. Đúng hiểu sao? Ừ. Ừ. Rõ ràng bảo... Rõ ràng không có anh cái để Hiếu Hà, chính mồm Hà bảo là em vào chơi các anh là tình cảm thôi. Hiểu? Tình cảm xin ra tiền nha, 7 nha. Cứ ghi sổ đi.
khi là 10, khi là mỗi thanh toán mỗi lần 10 nha. Đấy, hôm nay 3 nữa là 10 rồi, hợp lý. Hả? Qua giờ nó chưa ngủ, đang hiện tại trí nhớ hơi kém. Hôm qua bạn hôm qua 3 nữa, từ bây giờ 3 là mấy giờ? 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 10 giờ là... Đi ghi đi, nhiều nhiều không toán thể. Nếu mà cảm thấy không giải được thì anh gán thằng Tôm không, cho em. Đéo cần. Không thì thôi, anh chịu thiệt tí, anh gà, anh gán anh chưng vào được, bao giờ hết lợi thì anh về. Ghê. Đấy, chịu thiệt nhá. Đâu tưởng ai cũng được ghi sổ à? Đâu Hà có cho tôi ghi sổ đâu, để Hà chơi với anh em tôi là bằng tình cảm thôi. Không có tình cảm mẹ gì hết nhá. Thế ghi sổ à? Ôi mình lên chung cư 2 tiếng. Ok. Đấy, được lượng bé đẹp rồi. Mích phương ổn thôi. Ổn à? Nghe giọng con trai con gái. Gái. Vợ anh Phương. Ừ, đợi tí, đợi tí, đợi tí, để cho ta anh mắng nó trận á. Mẹ Phương có vợ đã phúc. À, bà đang ngồi với cầm bạn. Mày. Than thiền. Em có nói gì không? Ta anh tình nói thế Hà lại ghen. Cái đứa gì đây? Alo. Cái đứa gì đây? Máy vu vơ thôi. Tiền đâu đầu quá. Đi. Đâu đầu á? Như giúp bài này. Nhìn bê đét nào. Alo, alo. Nóng quá. Hôm qua mắc cười anh Tư. Cũng chung cái khó. Anh Tư đang lướt súng. Chắc bà Hà lúc đó cũng đang nạp đạn quá, anh Tư đúng không? Đúng bà con đấy đấy. Mình bay vô mình thì mình bay vô mình nhấp chuột mất tích. Quẻ. Anh Tư nạp đạn xong quay lại bù bù. Em chưa kịp bế. Ít đạn quá. Cái gì đã bò đến nơi rồi trời, cái nào chưa lắc nó đủ đạn nữa. Mẹ xin 100 viên đạn nào, làm ơn 60 viên nếu đủ bắn luôn.
Đấy bảo được quyền. Đạn của mày thì dễ chơi rồi. Thôi, qua thì qua vậy. 60 viên chắc đủ bán. X8 anh vừa. Có thôi. 100.000. Có thôi. Có đâu vậy? Hai thằng. Ôi anh Phương ơi. Mẹ đồng đội chưa chạy qua mà. Ủa alo. Thế là chết tu rồi. Nhà xanh ấy, hai thằng ít nhất hai thằng. Nhà nào? Cạnh nhanh. Sau nhà anh. Không em rồi. Nhà xanh à? Mở cửa bò vào. Hai nhà luôn. Mẹ, hai con lợn này. Thấy rồi. Bình tĩnh nào, thủ đi. Bắn đi. Mẹ. Vậy, kêu thủ. Để chống thế. Chống cái gì? Anh ấy em muốn chạy qua. Vừa anh. Đấy, đấy thôi, mình anh cây bên đấy là được rồi. Em vừa chạy qua kêu bên cạnh nhà anh này. Hai thằng yếu, ba thằng nhà đấy luôn. Nhà bên đỏ cơ. Đỏ chấm em này. Chỗ xác ông kia, hai người kia chết đấy. Ba thằng nhá. Nóc rồi. Nóc một. Một có kìa. Còn hai. Anh nghe trả lết vào tầng hai đi. Kìa. Tới. Muốn đồn với tao. Nhọn. Hay quá anh Phương ơi. Chơi được không? Chơi được không? Tại chú bị lốc. Anh thay để qua em để qua luôn. Vừa để qua anh kêu cạnh nhà anh nó bắn em. Rồi thằng kia thằng bắn em luôn. Chú không bị lốc ai. Anh ở mẹ trên tầng 2 ngon rồi. Cái quả thằng áo xanh ngồi im nước là bắn chưa hết luôn á. Thôi đi lạy hai bố. Trời ơi, tàn pro player bắn dài các kiểu. Cái gì? Cái gì? Dài lắm. Nhá. Không phải á. Điền. Cái gì vậy? Gì á? Không phải. Giá gì á? Bắn những cái quần quầy. Ê, bắn lợn chạy nước à? Lợn đéo trả đâu.
Blade nha mọi người. Ok. Đông lắm nha. Lấy một khu ơi. Địt có mẹ chưa làm đạn ơi. Ngoài ngay bên ngoài, Phương ơi, thằng bắn luôn cửa sổ ấy. 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 Má, nó sọt kìa. Rớt, biết ngay mà. Thế thì chả rớt. Sao vàng hết kia. Ủa, tiệm kim cương mà, ủa lơ. Kim cương đâu rồi? Mọi người bán kia 98 đam ạ. Bịp thế. Lại gà rồi, không có gà mà.
kì một lưới phi tên giảm dispense xuống tí được. Mấy cả Phương kìa Phương. Hả? Mấy cả bộ ố. Mấy cả anh. Mấy anh nhá. Chả mấy mấy tui. Quan đéo gì? Để ấn mà lói. Mẹ để ấn mà lói em ồn. Để ấn nói đâu. Mấy cả tiếng. Mấy ngáo không? Anh mấy ngáo ấy. Hỏi ông kia xem mấy cái. Mấy ai? Biết ông Louis Vincent của tất cả. Nhiều quá ở đây. Mẹ có bị ngáo không? Làm sao? Nó thích thế. Thế đồ nhỏ. Ừ quá. Có à, người không đấy, nó không để ý. Không, không. Phương nhận điện tử đây anh Phương này. Ờ. Nhiều cái chỗ rách vậy. Ra kho cam. Drop with
Có phải lý con người đấy. Ba tiếng, năm tiếng, tám tiếng. Bên này cơm mày. Sao bắn? Đúng cơm anh cho một. Con mẹ, ô mày đang chạy theo xe. Quản bán. Còn ở trên nhá. Nhà vệ sinh. Hai thằng. Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh. Hai thằng phá em nào. Đây đang lên. Đây nè. Chấm 2, chấm 2 cục đá. Thằng gốc cây khô, một thằng gốc cây khô. Gốc cây khô áo đỏ. Quan quan. Ở đấy cọc một luôn. Trong gốc cây luôn. Nét 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 nét. Nhanh nó chứ. Dưới đường. Thằng bắn cà dưới phụ dâm em đâm nó cũng ngu. Nó sấy anh là anh ti. Đứng sau. Không biết làm gì em ủi đâu phải. Còn phải chạy theo xe mà. Không bắn được anh. À, sáng lại phụ kiện nhiều lắm hả? Biết nè. Ở đây đây.
về mé đi. Đứng đây nè, anh em đứng đây chặn bo tiếp đây đi. Cái kho á, tụi kho hợp lý luôn á chứ. Nhất quảng lên cho có nguyên bị mù. Xe có xe chấm rồi. Xe chấm 2 đang chạy xuống. Cái điện tính tổng nhỏ mà đỡ hơn chứ. Ở đâu nó quẹo rồi. Nó chạy thật kho nè. Biết cách chạy ấy. Xe đổi luôn. À, có nghe tiếng game không? Sao thấy voi tổng không có cho nó chạy ta? Đâm, nó đâm vào kho luôn rồi. Xe trái tôm mày. Nào. Cái máy luôn là một thằng xe máy. Cho anh luôn này, cho anh luôn này. Máy à? Ờ. Hai thằng này quá như chó này. Có nghe tiếng game không? Sao em không thấy tín hiệu của tiếng game kêu ta? Đây còn xe gen cả, còn xe gen kìa lật kìa. Chấm 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 chấm. Đi rồi nhỉ. Thấy. Đi đâu vậy trời, bên nắng. Đi anh ơi. Đi ơi. Đâm đường rồi, đâm đường rồi. Dạ dạ dạ. Có nhà quá à? Nhà có nhà. Đây rồi đây. Bốn viên không đốc. Khu nhà mua vàng 4 viên không đốc. Hai thằng nhé. Tầng số 2 có người không? Đấy à. Ba thằng ở đấy. Xe đường chính này đi. À vừa bỏ chốt. Tắt máy rồi. Sau lưng mình có nhờ. Sau lưng có chưa? Chỗ tôm vừa đứng ấy. Nhà dài à? Hay bật nhà xanh nhở? Biết được cái xe của nó bên chấm 4 rồi. Nhà dài có thằng. Bên chấm 4 nó có cái xe á. Phá xe ở đây. Vô đấy hai thằng. Bắn đi à, thằng, anh. Ba thằng. Anh canh đằng sau. Xích xe đi, bỏ bạn rồi đó phải đi. Em vừa bắn lốp xe máy rồi. Nó một trong nhà dài. Sau lốc một này. Chết ba luôn rồi. Thể kêu. Xong nguyên team nhá. Thêm anh này. Có xe đẩy lên này. Để lên ít nhất 1-2. Sắp lại đi. Mũi nó bò. Trên đồi kìa, hướng nó rút. Ai chấm chấm hai thằng kìa. Dưới sườn đồi kìa. Bắt về rồi. Đẩy lên đi, đẩy thằng đây, có một thằng thôi anh ơi. Em đẩy thằng này. Thằng này bắn yếu rồi, anh đang kêu. Em đẩy trái. Trái bắn lâu rồi. Bom. Dưới chân đi. Dưới chân có luôn. Hai thằng yếu hết. Hòn đá. Sau đá. Nó đẩy lên luôn rồi. Đẩy lên chỗ Phương kìa. Ba thằng đây luôn. Không có gặp đi. Hai thằng ngoài bo. Tắt. Nó đang cứu thằng ngoài đá nha. Một thằng đang cứu ngoài đá. Cứu xong thằng ngoài đá rồi đây. Không tắt hả tố? Ờ. Hả? Không tắt. Ơ lên luôn rồi. Chị. Ba thằng quen. Má. Trên đồi kia nãy nó đẩy xe xuống.
Mình đẩy lỗi quá. Em đẩy. Ngu quá. Không phải là ngu hay không mà là có trúng nó đâu. Đó đẩy ngu đó. Bắn trúng này đã ngon. Đẩy nghe tiếng dưới chân nó biết có thằng bên phải đâu. Đúng không? Bắn không? Hai người chơi đi nhá, anh ra chơi anh Tư. Chơi đi em qua bắn với anh Thái. Ok luôn. Sao cộng đồng chơi ha? Hả? Sao cộng đồng chơi à? Em anh sang cộng đồng đi. Khoan. Em anh sang cộng đồng đi. Tám sáu nhá anh ơi, dùng 86 nhá, 86. Anh cộng người nhá, anh cộng người nhá. Đi đi xíu. Anh Quân đang chơi chết à? Ý là bán game á hả? Bán game này xíu nữa được không? Hết game này đi. Ok rồi. Vậy thôi chờ đi hết game này anh qua. Còn mấy slot đấy? Anh cho em xin slot nha. Hết? Anh Aurum cho em xin cái slot nhé. Ok. Mày quen hả? Đợi bấm mở nhập á bà. Vô không mày? Uống mày. Vậy đó, chấm đi. Em đi theo nha. Sao lại buồn hơn là sao? Hả? Là nói ít đấy hả? Lại nói chuyện buồn mà. Thì
Có hôm hè thì cũng có hôm phải chậm một tí chứ, hôm nào cũng như tăng động như thế là được. Có một tim đi trái nhá. Hai à? Hai tim, hai tim. Phải đây có luôn. Có vé đắp pin cho em nha. Spot số 4 thì vé đắp cho em xin nha. Ok ok. Đẩy trái hay đẩy phải trước nào, chọn một đi. Ơ, để lên trên hả? Mẹ ơi, đi đâu ấy? Anh lấy kiếm mình súng cái, chưa có súng. Cái định vậy. Đáp hai bên này anh ơi. Đây, súng ai, súng ai. Đẩy, đẩy, đẩy bên này trước này. Đẩy khu này trước đi. Ok. Anh lo bên đấy nhá. Kiểu thấy chạy sang nhà chấm em này. Chấm 1, ít nhất 2. Nhìn cho em này. Cầu thang. Cầu thang tầng 2. Yếu. Bên ngoài nhà có luôn. Cực yếu thằng áo hồng. Chạy ra ngoài. Lóc rồi. Thằng bắn. Chạy bên cạnh, chạy bên cạnh. Chạy bên cạnh. À, ê, ngoài bờ tường. Bờ tường chạy em, xong cái xe. Một viên. Xong xe ấy. Ấy, sao lốc rồi? Trong nhà. Hai hả ơi? Rồi em hiểu. Chấm em. Lốc thằng đấy rồi. Hai. Phơm thằng phải chưa? Chưa phơm à? Thằng cuối em không biết đâu nhá. Em phải giết nó, em lấy đạn cái. Rồi ok anh. Mau vào đi. Xong nhà nhỏ. Đẩy nhanh lên, đằng, bọn đằng sau đó đẩy. Một đầu ấy. Ui, em phản xạ thôi. Sau nhà hay đâu, bảo đi. Sau nhà. Không có này. Góc gây góc nhà hay rồi. Hay là tường rồi. Phút rồi tường có kìa. Rồi, nghe này. Nó bách lên trên rồi. Cứ quay lại cứu quá. Nhìn nhá, nhìn nhá. Em quay lại cứu quá. Yếu cực kỳ rồi. Quay lại cứu đó, bọn kia đây. Ui, ai đi còn mẹ. Từ từ mà. Nó đẩy anh không? Anh báo đi anh ơi. Alo. Đây rồi. Đang ở trên tường, ngay bên chấm 2. Thấy này. Chấm em này. Bò vào đi, bò đi, bò đi em kia. Không bò được, không bò được. Rồi, ok. Được rồi, ok. Ơ,
chết hả? Ừ. À. Này nó bắn xuống rồi hả? Chết cho hai. Em biết. Đợi em tí. Tôi lấy rồi còn chưa hưu được miếng máu nào. Còn một team ấy. Cốc 8 anh ơi. Cốc 8 cái này này. Nó đầy rồi này. Đấy em đi. Tập lại đi, vào tường hả? Ừ. Tường. Vậy thì có thằng bên này. Chắc luôn. Anh cứ kê ở đấy nhá. Nó đẩy lên ông số 1, số 2, số 3 này. Anh ơi, back về đây cho em với. Anh back về cái xe hỏng ra cho em với. Em mới nhìn được. Đằng đấy em không nhìn được. Ờ, đúng rồi, cứ ở đây đi. Để bắn được holo. Cực kỳ yếu, hai viên ở sau cái xe. Không được quay lại. Anh bắn thằng xe đi, bắn thằng xe đi, kệ thằng sau. Rồi sớm luôn. Có một thằng đó đẩy luôn. Cuồng, kiểu cuồng. Trước rồi em không bắn được holo mà còn đấy em bắn ngu thật. X3 gì cơ? X3 checkmat. Ông kiểu là theo thói quen ấy, bình thường sẽ nhận hai checkmat đúng không? Nhìn thấy checkmat là chỉ muốn vơ thôi à. Lồn kia bắn yếu vãi lồn đâu lốc. Mà chớ ai trời ơi, sao quả bắn chớ nữa vậy? Mùi hương hoa diên vĩ hay là hương đồng mềm. Ngàn vì sao trong sáng hơn đôi mắt của em. Đâu phải lắm gió mây. Vì mà cứ sao em đây lại lỡ buông tay. Ừ thì cây chỉ muốn giữ chặt lá bên mình. Sợ một cơn sao trái. Chỉ sợ cơn gió. Cơn gió, cơn gió. Cơn gió chợt vô tình. Nào, trời ơi, một ngày không có VDS, nó là một ngày buồn. Đông nhiều như chim. Ba kho anh ơi, lấy ba kho đi. Ờ, hai team trái. Mình lấy ba kho được nhá. Sau lưng không có ai đâu.
Mẹ con cướp súng của em rồi anh ơi, cứu em á. Cứu. Ở đâu? Đi coi nó. Thằng lột á. Nó kỳ vậy. Nó ở trong công. Trong đây. Trong công. À, đi coi một cái đó. Nghe bình. Cho em xin khẩu súng. Ê, cho em xin ra đạn xanh với. Đạn xanh, đạn xanh. Rồi ok. Một cửa ấy. Thằng lột lên nó bảo đi qua miệng. Nếu hiểu con này chạy kiểu gì. Đâu quá. Để chơi được. Chắc là ngày chấm 2. À, dạ. Thằng lồn này cay lắm. Má quả đấy không cay. Có. Thằng lồn này chắc là cắn mít từ từ quá. Đâu quá. À lộ. Chấm 2 có hả? Ok. Ở công chấm có đây. Bắn xe lượt. Xuống rồi, nó xuống rồi. Áo xanh xuống rồi. Trước mặt em này. Chấm. Đúng chấm em. Đúng chấm. Một viên mới tư rồi. Ui, nóng rồi. Ui. Bắn hay thế. Nó quả đúng chấm luôn. Hai team hả? Kho bên này có nhá. Chấm em này. Ở đấy vẻ mấy thứ hay quá. Rúa, trời ơi đúng má, bắn hay chết mẹ luôn. Quả đấy bắn 7.24 thì úi rồi. Nhức cái nách. Sau cái công màu đỏ đúng không? Hay bên dưới hay bên trên nhở? Mọi người nhìn được không? Chấm em này. Ô, hai team hả? Ừ. Nghe thích béo thì gần gần đây. Không kho nè. Hạ ít nhất 2. Qua đầu bên kia rồi đấy. Chân em có một. Cho em. Ngỏ kho quá. Có một kho. Cực kỳ yếu. Nha, đừng có kho ạ. Chấm này đi. Không được, nó không. Cực yếu rồi. Ơ hai người kia chết rồi hả? Bịt còn mẹ mẻ vỡ đồi súng dòng. Mẹ em nhìn thấy cái thằng trên kia đẹp quá. Giàn giáo quá nha. Bên kho bên này. Rồi em nghe.
bên kia. À. Ồ. Quả đấy là tay. Thằng kia chết mẹ luôn. Ồ. Quả đấy tầm bắn tay không ạ? Bé, tại bé không đi cùng em á, bé đi với em đi. Bé đi với em, bé cover với em nè. Mà tên thật là gì cứ gọi bé nghe. Chết nước. Đi chết nước đi. Ba tiếng. Đúng chấm nhá. Mày kể cả hai thằng nhá. Ô sang à? Đó cả. Chỗ số 4 hả? Ừ. Em chưa thấy. Phát hàng rào à? Tôi em nút thêm đồ đó. Giữ đi anh. Một rào nhá. Chấm luôn. Lùi về cửa.
Chắc là góc chấm em mới 4. Thôi 4 rồi đấy. Con thằng này kèo. Một game mini nhá, thằng lắm một game mini. Trong nhà 4. Trong nhà nhà thằng. Nhiều thằng rào. Ui chết thật ạ. Ra đi anh, nó đốc rồi. Thằng ngoài nhà. Rồi, nó rồi, nó hai thằng rồi đấy. Khỏe không? Phải không? À, cửa chưa nốc đúng không? Nốc rồi, nốc rồi, nốc rồi, nốc rồi. Nghe cửa tiếng nghe. Thế còn thằng trong nhà ta? Trong nhà lốc rồi, trong nhà là thằng lốc. Trong nhà lốc rồi, lùi ra rồi. Có thằng ở nhà kia chạy đến. Không, nó vẫn đang ở cây nhà ấy. Nhà chấm 3 chấm. Đó, ok, hiểu. Cửa này, cửa này. Hai. Hai mẹ ơi. Hai à. Gọi thế các bạn. Đi đẩy sang kia luôn này anh ơi. Bé ơi đi với em này. Ok. Chấm em. Bin lắc nha, bin hơn 100 lận. Ok, chấm em này. Đá lên đồi, đi vòng phải, vòng phải. Đi vòng này này. Đá xuống là ăn hết rồi. Lốc nhiều lắm nha. Mỗi team ít nhất phải lốc 2 rồi. Bắn tận này rồi. Chập này. Má nó bắn xong ngoài bờ tường rồi. Trước mặt em, chấm em 1. Ây da, hở quá. Ây da. Chấm 1. Trong nhà rồi. Rào thấy một. Trong nhà rồi. Đây đây. 4 thấy 1. Ok á. 2. Ông kia bắn sớm quá. Thằng áo đen đúng không? Ừ. Có 2 thằng, một thằng áo đen, một thằng đấy. Ui. À, tưởng trong nhà đẩy sang. Đây 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 đây. Thôi em phải có smoke mới cứu được. Không có smoke được cứu. Smoke rồi. Chống nắp, bắn nóc vào nhà đi bắn rồi cứu. Đi, đừng có đẩy ra. Đừng đẩy ra cứu. Bắn xong vào nhà đi. Ở cầu ấy bé ơi. Ông kia bắn vội quá. Trong nhà vẫn còn nhé bé. Nó đẩy lên anh kìa. À, vừa thất bắn. Sau này nghiêm túc quá. Anh em chậm tí nữa tao móc hết được hết rồi. Hả?
chậm tí nữa là móc được rồi. Ờ, em còn chưa kịp nhìn. Em tưởng thằng áo đen kia đẩy sang nhà kia, ai ngờ đúng má hai thằng ạ. Là mình đẩy trống quá. Bắn cái lộ luôn. Dạ, yeah, lại được nhảy cạn rồi. Quả tôi đang kê tâm đầu, ông bắn cái nó chạy con mẹ mất, mất quả một đam vào đầu nó. Anh mà gọi mẹ cánh luôn. Tí quá, nhìn thấy nó trước rồi, kê tôi đang kê vào đầu nó thì ông bắn mẹ rồi nó chạy mẹ mất. Nó kịp táp luôn. Bắn được lốc cái thằng nhà ấy thì số 1 nó dễ hơn, tôi bắn phụ số 1 được. Em đẩy láo ấy, với cả em cũng đẩy láo. Kiểu không có nhiều thông tin mà nó đẩy ấy. Có nhá. Mình xuống được trước cái. Ôi thôi. Mẹ. Lấy sau được không mọi người? Thôi lấy. Okay. Lấy sau đi. Nó xuống đông quá. Xuống trước thì trước được mà đông quá. Bên kia nhá, đối diện số 1 đấy. Thấy. Một thằng nữa, đẩy cùng em này. Chưa có súng. Cực kỳ yếu luôn. Chấm, cực kỳ yếu. Chưa có súng, vào đấm boy nhá. Anh à, ai bắn ra đây bắn cùng không? Em đuối máu quá. Đây rồi. Chưa được. Góc công, bên phải, chấm. Đùa vào, đi. Đi trước anh bắn cho. Ok, được từ đi. Từ nghe đi theo em này. Tránh nó hơn. Trên đây. Trời ơi, mái chưa lóc được quá vậy. Thằng này yếu lắm rồi, bên trong. Ui, cực yếu. Có một thằng tôi. Má. Má. Sao không có, trời ơi, bắn nó yếu nhiều lắm rồi má. À, chắc lâu quá rồi. Mãi lần cũng có con bị oan. Nó bơm máu lên rồi. Ồ. Má, đủ mất bắn gần hết vẽ đạn xuống luôn. Đau quá. Có về đét cho em xin nha. Kìa, yeah, tab số 3 kìa. Ít nhất 3 team nha. Số 3 đâu, nó táp như số 2 mà. Gần tôi nè. Số 2 à? Ôi anh đỉnh xa quá. Nghe bin.
em. Để bắt về. Bắt về đi, bắt về đi. Đợi tí lút có đồ đó. Ai mà có khẩu VDS là đúng mấy bọn này đẩy chết mẹ nó rồi. Bi bé ơi. Ê trên công này anh ơi. Công giữa. Trên công giữa không phải đều có hai công đều có. Công này chấm em có này. Dưới này. Hai viên rồi nhá. Em nấp rồi. Rồi hai anh. Ơ à, sao bỏ nhá. Ra kho kìa. Đẩy đến anh ơi. Kho à, kho à. Bắn đi anh ơi. Bắn hết từ bên kia lại bắn sang bên này. Đúng rồi, nó móc mà. Mình đẩy chậm thì chịu rồi. Nút đồ, em nút đồ lâu quá. Thật rớt. Tàn yếu không á? Tàn bắn yếu không? Vãi, đéo ai bay. Để chung hết này. Odin chung cũng lên này. Đông vãi. Để đi anh ơi. Chung đông lắm nha. Bạn sợ vẫn hát thành sao có hai team thôi vậy? Nó tự nó bay hết monster mình thế ra kho được này. Lấy kho đi, lấy kho đi, nó cướp kho với em này, nó vào trước em này, còn súng đi, trong kho mình có một đầu kho hai hai. Lớp một. Một thằng trước mặt số 2. Em firm.
Mẹ mình đéo có súng. Ui, ui vãi lồn. Ui gì đấy? Sao không ai bắn hả? Đéo có súng. Mẹ. Trời ơi, không có súng chạy sang làm gì? Tôi có 3 người. Ông chạy chạy theo số 2 mà. Mẹ, nó 3 thằng trong khói. 2, 3, yếu. Nó cứu xong rồi nha. Cái bên ngoài. Sau lưng anh ơi, bắn. Xong xong móc xuống. Để ba đặt bắn lão á. Cứu ai. Cày thật đi. Khẩu VS không có, bắt lão thêm, bắt lão thêm thì đúng má ba thằng này. Cái quả đấy cầm mỗi cái xà beng chạy ông số 2. Trời không có súng, hô lên đánh. Tôi ở cuối kho tôi có súng mà. Bé hôm nay mặt trời nha bé nha. À sao hổ thế. Thì bán lộn. Trời lại map lại hả? Balance tiếp đi. Tìm 2 3 4 5 6 anh này nhà sợ ấy bên ngoài có anh ơi bắn ra ngoài đi anh ơi kìa chạy trong không có súng kia đừng để lóc lóc anh bò đi em bắn phụ cho. Má khẩu Tommy cái tâm nó không xa được. Nguyên nhá. Bắn đi sao trước mặt em ấy. Đúng rồi. Bắn đi, thằng bắn luôn. Em biết nè. Nó cứu bồ đó. Má khẩu Tommy mà bắn xa không được. Đẩy dần lên này. Hay quá, ai còn máu không? Còn đây. Số 4 nha.
Ok. 7 lần thằng bọn này luôn này. Đẩy nhanh nhanh không sao không bắn. Trên đồi có. Tập em có. Kê cửa, kê cửa. Đồi có. Ui, hai thằng nằm xuống này. Bên phải luôn. Bên tay phải không? Một thằng trong khói. Đổi hai thằng. Ê, nhá. Con lên này tụi. Còn được bắn nữa. Bị kẹp rồi. Kẹp rồi. Nóc xong cái mà nó xe đắt nhanh nhá. Hai thằng ấy nhanh. Còn mẹ. Làm gì có nó lick phát nhá rồi. Nhá lại một nhịp ngon thì mẹ thò ăn sớm quá. Thằng kia bắn nó chắc chắn chết mẹ luôn. Tìm bên mình riêng bay xuống đấy rồi như ta hàng Vita đúng. Quân sự có người luôn. Nút đây xong ra cam quân sự. À, quái gì mà. Con ạ. Chị vào trong. Đi chị đi thẳng vào trong ấy. Mãi bò. Xin về đét nha.
Tôi biết này hả? Để em xem. Quà luôn này. Ấy, có luôn này. Xin mang lại thêm nha. Ủa có thuyền này, có thuyền. Thuyền lớn. Có thuyền, có thuyền. Đã phải, thịt mẹ. Thuyền lớn. Dễ mẹ. Đuối. Mà kiểu này đúng kiểu đuối tâm lý ấy. Thu rồi đúng không? Xin mang lại thêm nha. Các bạn lại thêm luôn nhá. Dạ. Thêm đủ đồ rồi. Anh bắn con bé không? Có ạ. Xin. Ok. Xin check bát luôn. Có check bát luôn. Ok luôn. Xin hai check bát luôn. Nếu mà có hai. Đã xin, xin cho chót. Rồi, qua anh đây. Hai nè 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 nè. Đây con bé nè, con bé. À. Thank you. Là cam cầu đẹp này. Nay buồn vậy ta. Nay ngày gì buồn quá trời buồn vậy. Năm 16. Ế quá, ế quá. Số 3 đi không? Đi hả? Đợi tí, đợi tí. Kiểu gì nó cũng sẽ đi qua thôi. Vừa lấy quân sự có người không nhở? Em không trách nữa. Có nha. Ok. Đông răng quá.
Đi đâu vậy? Ai bắn kia? Đầu cầu bên kia bắn nhá. À, à đâu 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 bên mình này, bên mình này. Chấm này, chấm này, chấm này. À, chấm rồi, chấm. Đừng bắn nha, đừng ai bắn nha, sao đi qua đây nha. Đấy, xe 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 xe. Nghe thấy không? Nó đang tắt máy. Tắt máy này. Tắt máy nha. Trên đầu này. Thằng mặt đầu luôn, thằng đầu luôn, chứ cái họ ấy. Hai thằng này ít. Còn nhá. Ê à, trong hõm. Lên vào. Ở đây à. Chết luôn à. A ha, na 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 na, tao biết mà, chúng mày chạy bằng trời. Có thằng nào có check bát không? Ngon, cất trời ngon luôn. Đi mẹ đéo ai nhặt tận 7 cái đạn chóa. Đi thôi, đi thôi. Đủ rồi. Lúa về, lúa về. Giờ qua Vita, vừa đẹp. Nhất cái nách. Ở cái xe của em đâu nhỉ? Đi 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 đi. Lấy thêm xe đi ngay. Đi đi cho 4 con xe. Ok. Gì cho em đầu cầu cái. Đang nhìn. Có nha, Mita có nha. Có bắn nha. Nghe không? Ngay trước mặt luôn cái khu nhà 2 tầng ấy. Cái gì á? Thấy kìa. Chỗ nhà 3 tầng ấy, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn, đừng bắn. Không có thằng bị nốc kìa. Từ 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 bình tĩnh đi anh. Rồi anh thích bắn thì bắn đi. Cấp 2 có nha. Nốc đâu? Bắt mẹ. Đây là. Bắt mẹ rồi. Chấm 3 nữa hả? Ok. Để qua này. Ờ em nghe ra tiếng bắn ở khu nhà đầu này này, chấm em này. Khó này. Một team luôn. Ui, bách lại xấu quá, hở quá. Đẩy lẹ lẹ đi vào bo đi. Không tí đi hở lắm bị kẹp giữa anh. Nhà à, này được đó nha. Bán bố này. Vào đi, vào đi, vào bo đi đó. Không xuống. Bị hở đấy. Khu này bắn nữa. Đẩy xe vô đi số 2 ơi. Bé ơi. Vào đây cây ngược lại luôn này. Bọn kia ở trên đồi. Kể em. Vào khu đầu cây ngược lại luôn. Vào nhà ba tầng ấy.
của anh. Còn mẹ mày, mày. Họ bố ông ngay luôn đấy. Chắp ra đi. Hòa này. Hòa đi, hòa đi. Kho có nhá. Mita còn đấy. Trong Mita còn. Nó đẩy xe này, nó đẩy. Chấm em này. Chạy này. Chấm em có nhá. Xe chấm này, xe chấm. Ui bé ơi, bé ơi, tập bé ơi. Sẽ bóc ra cho em đấy. Chạm bé. Nhà hai tầng á. Chạm em. Ôi bờ, nó nét đấy. Ui, ai em may quá. Hay quá, lốc đâu anh? Chấm 3, chấm 3. Ui, té đây anh ơi, nó đáp lết. Trong có luôn nhá, kẻ em này. Hai. Hai đây có một. Đéo lốc kìa, địt con mẹ mày. Xe vô này. Đéo lốc kìa. Bên Doraemon còn nhá. Ờ có nhờ hả? Dạ vâng, em đang nhìn. Ui, vỡ đầu em rồi. Em mất đầu, có mũ không anh? Trong nhà anh ấy. Nóc thằng kho. Thằng nhà vệ sinh này hả? Nhà vệ sinh nào anh? Ngờ quá. Chấp 2. Ngoài hay trong? Ngoài. Đéo lốc kìa. Hay quá. Ơi, ui, hay quá đẹp thế. Mày bá lòn. Từ em lấy cái mũ nào đấy. Nó có tìm dùm xe chấm 2 hay gì ấy? Ừ, thằng nào vừa bắn súng sớm ốc ấy. Thằng nào vừa bắn súng sớm ốc. Tôi bắn. Ok ok. Tao bắn. Đây kìa em có nha. Kìa em có. Nhà ba kia nhang có đây. Ba kia nhang ấy. Bắn lại mốc luôn đấy. Hưu đi, hưu bắn cho quả lửa này. Ok đó ông ơi. Để dần vô này. Bắt bọn ba kia nhang trước này. Ấn Độ có nha. Ấn Độ trên nóc hay tầng vậy? Không thấy. Nhà biết à. Em thấy nha, không biết. À trên nóc tầng 3. Cái bọn này bọn tôi vừa bắn lốc ở cái nhà vừa nó bắn xe sấy xe tôi. Ba cây nhang còn. Bên đường có luôn nha, bên đường cuối khu. À, bò này lấy xe đi đi, đường đấu nó. Lấy xe đi, xe đâu? Vấn đề là xe đâu? À, có xe à, xịn thế. 10 điểm. Ra đây, ra đây, ra đây mẹ ơi. Đứng, đâm vào đây này, sợ đâm vào đây. Đâm vào đi, đâm vào đi, đâm vào đây. Đâm vào đây đi. Làm gì vậy? Lạc. Lên số 4. Thỏ ra. Đi anh ơi, ra. Đi anh ơi. Đi mẹ đi mày thỏ ra. Dưới còn nhá. Quá lò. Thôi chết mẹ rồi. Khóc luôn. Ui. Ui ui ui. Chạy nhanh. Chạy. Giờ móc qua cho đồng đội đi này. Là tôi không ạ? Nhà ba tầng ấy. Luôn em ơi.
hai bên hai thằng. Ồ hết đạn. Mẹ, không mất thời gian nạp đạn với chúng nó này ngon rồi. Chờ ăn mạng, chờ ăn mạng thôi. Chờ ăn mạng thôi. Bỏ xe không lỗi đẹp. Trời ơi. Để lên, xe đang xúc đấy lên. Cắm đầu quá. Ý nhở? Trời ơi, tiếc thế. Có kia đạn còn, không điện phải lập đạn là cũng ngon. Thằng này còn mỗi thằng địt mẹ bắn lốc nó đội đội cái đội bò vào từ biển bò vào địt mẹ thế mà con bọn nó vẫn cứu. Có điểm rồi. À lỗi thôi, lỗi thôi. Cũng biết lỗi hả? Ai lém quả sơ mốc thế à? Tao. VS lắp giảm thanh chắc bắn sướng nhỉ. Cái gì cơ? VS có lắp được giảm thanh. Có.